giải mã giấc mơ thấy sư tử mơ thấy sư tử đánh con gì nằm mơ thấy sư tử là điềm gì đánh đề số mấy giải mộng mơ thấy sư tử rượt đuổi cắn nằm mơ thấy con sư tử màu vàng trắng thấy sư tử vào nhà cùng sổ mơ lô đề chuẩn những giấc chiêm bao thấy sư tử có lẽ không có gì xa lạ với nhiều người những bạn đã bao giờ đặt ra câu hỏi như ngủ mơ thấy con sư tử chúa sơn lâm có phải là điềm tốt hay không Giải mộng chiêm bao thấy sư tử có ý nghĩa gì? Nằm mơ sư tử đánh con gì chuẩn nhất? Cùng tử vi mỗi ngày chấm vn giải mã giấc mơ thấy sư tử. Mơ thấy sư tử đánh con gì? Dưới đây để được giải thích rõ hơn, sư tử là biểu tượng của sức mạnh, của quyền lực. Đây cũng là loài vật được muôn loài tôn sùng là vua của đồng cỏ với tiếng gầm mạnh mẽ gây khiếp sợ cho nhiều loài xung quanh. Thêm vào đó. Sư tử có nhiều đặc điểm khiến chúng trở thành một thợ săn đáng gờm trong tự nhiên. Chúng là một trong những loài động vật có tính xã hội, sống theo bầy đàn với quy mô lớn từ 15 đến 40 con bao gồm những con đực trưởng thành, sư tử cái và những con sư tử con. Số lượng con đực càng nhiều thì thể hiện sức mạnh của bầy càng lớn và có thể đảm bảo an toàn cho bầy đàn tốt hơn. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của con người cùng với sự săn bắt vô tội vạ đã khiến cho số lượng sư tử suy giảm đáng kể và dần tuyệt chủng ở nhiều khu vực trên thế giới. Đến thế kỷ 20 trở lại đây, sư tử chỉ còn xuất hiện ở một số khu bảo tồn với số lượng cá thể ngày càng suy giảm bởi lẽ đó mà những giấc mơ thấy sư tử cũng thường được nhiều người coi trọng và tìm kiếm lời giải chắc hẳn bạn sẽ không khỏi bất ngờ nếu bắt gặp giấc mộng về con sư tử và tự hỏi nằm mơ thấy sư tử là điềm gì hay đối với những người ưa thích trò chơi cá cực thì chắc chắn sẽ rất mong muốn tìm thấy đáp án của những câu hỏi như mơ thấy sư tử đuổi đánh con gì chiêm bao thấy sư tử đánh số mấy vv vi vi có thể bạn sẽ bắt gặp giấc mơ thấy sư tử con hay nằm mơ thấy sư tử cái, có người còn mơ thấy sư tử vàng, sư tử vào nhà hay sư tử cùng với chó và hổ, vi vi. Và liệu rằng những giấc chiêm bao này sẽ mang tới cho bạn điềm báo tâm linh gì? Mời các bạn cùng tham khảo ngay nội dung luận giải giấc mơ thấy con sư tử được chúng tôi siêu tầm. Tổng hợp và giới thiệu ngay sau đây. Một Giải mã giấc mơ thấy sư tử theo giải mã giấc mơ thấy sư tử, nếu bạn nằm mơ thấy con sư tử trong giấc mơ của bạn thì đây là biểu tượng của sức mạnh, năng lực và quyền vị của một người. Tùy vào tình huống giấc mơ mà có những ý nghĩa khác nhau. Nằm mơ thấy con sư tử có thể phản ánh đến cá tính mạnh mẽ của bạn, bạn có năng lực nhưng đôi khi lại quá kiểm soát. Đàn áp người khác khiến dễ gây ra thù hằn với người khác mỗi giấc mơ xuất hiện đều mang những ý nghĩa riêng nhằm cảnh báo hay báo hiệu đến con người một thông điệp nào đó vì thế những giấc chiêm bao thấy sư tử cũng mang đến cho con người những ý nghĩa sâu xa tùy thuộc vào từng chi tiết sự vật hiện tượng đã xuất hiện trong giấc mơ của chúng ta có những giấc mơ báo hiệu sự may mắn tài vận đến với con người nhưng đồng thời cũng nhắc nhắc cảnh báo con người về những vấn đề có thể xảy ra các thông điệp sẽ liên quan đến những sự việc có thể đã xảy ra trong quá khứ hoặc đang diễn ra ở thời điểm hiện tại và cũng có thể sẽ xảy ra trong tương lai mơ thấy sư tử trắng sư tử được mệnh danh là vua của muôn loài và sống chủ yếu ở những đồng cỏ và đồng bằng thuộc châu phi nếu bạn mơ thấy giấc mơ sư tử trắng thì đừng quá lo lắng vì đây là một giấc mơ mang đến điểm báo vô cùng tốt lành cho người mơ từ giấc mơ này có thể thấy bạn là một con người đa tài bạn thích thể hiện sức mạnh và quyền lực của mình trước đám đông thêm vào đó bạn là người có cách nhìn và nhận thức đúng đắn về cuộc sống Mơ thấy sư tử vàng bạn ngủ mơ thấy sư tử vàng thì cho thấy đâu là một giấc mơ báo hiệu chuyện lành, hỷ sự sẽ đến trong thời gian sắp tới. Nếu bạn là người phụ nữ thì còn đang độc thân thì giấc mơ này cho thấy bạn sẽ gặp và kết hôn với một người đàn ông hết lòng yêu thương và trân trọng bạn. Còn nếu bạn đã có gia đình mà ngủ mơ thấy sư tử thì báo hiệu bạn sắp có chuyện vui, ngụ ý có thêm thành viên mới trong gia đình nằm mơ thấy sư tử đuổi giấc mơ thấy bị sư tử rượt đuổi nhằm nhắc nhở bạn đang có những hành vi và cách cư xử không đúng mực khiến cho những người xung quanh khó chịu và không có thiện cảm với bạn lời khuyên cho bạn là nên cẩn thận trước khi đưa ra những hành động hay lời nói nào đó nằm mơ thấy gặp sư tử sư tử là biểu tượng cho sự mạnh mẽ và quyền lực nên những giấc mơ thấy gặp sư tử báo hiệu sự thuận lợi và suôn sẻ những kế hoạch hay dự án mới bạn đang ấp ủ sẽ đạt được thành công hãy cố gắng hết mình để đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra nằm mơ thấy vuốt về sư tử nếu bạn ngủ mơ thấy mình âu yếm vỗ về sư tử thì cho thấy bạn đã dần chinh phục được trái tim của người mình yêu giấc mơ này cũng cho thấy chuyện tình cảm của bạn sẽ tiến triển khá tốt và có thể đơm hoa kết trái bằng một đám cưới vô cùng lãng mạn và tràn ngập hạnh phúc nằm mơ thấy hổ và sư tử đánh nhau ngủ mơ thấy hổ và sư tử đánh nhau báo hiệu có sự xung đột và mâu thuẫn trong gia đình bạn khiến cho mọi cảm thấy khó chịu khi phải đối diện với nhau mọi người nên tìm cách nói rõ ý kiến và quan điểm của mình để xóa bỏ những mâu thuẫn không đáng có này nằm mơ thấy sư tử trong nhà với giấc mơ thấy sư tử trong nhà thì cho thấy nguy hiểm đang cận kề bên bạn những mối quan hệ xung quanh có thể sẵn sàng làm hại bạn để vụ lợi vì thế nên đề phòng hơn và cẩn thận trong mối quan hệ công việc cũng như cuộc sống để tránh những tai họa khó lường mơ thấy sư tử cắn sư tử là một động vật săn mồi vô cùng nguy hiểm khiến bao loài khiếp sợ nếu bạn mơ thấy giấc mơ sư tử cắn thì cho thấy có người đang âm mưu hãm hại bạn nhưng đừng quá lo lắng vì hành động này khó mà thành công được đồng thời bạn đừng chủ quan với những mối quan hệ xung quanh mình mơ thấy sư tử đực nằm mơ thấy con sư tử đực là điềm lành có hàm ý rằng bạn sắp có sự nghiệp hay kế hoạch mới nếu bạn có cơ hội bạn sẽ thành công đối với phụ nữ trẻ giấc mơ gợi ý một người yêu rất quyến rũ nằm mơ thấy sư tử ăn thịt nằm mộng thấy sư tử ăn thịt là lời cảnh báo cần cẩn thận về những nguy hiểm có thể xảy ra mơ thấy sư tử đang đuổi theo đừng qua lo giấc mơ này không có gì phải quá lo lắng nếu ai mơ về giấc mơ này sẽ có điểm báo về sự phát triển trong công việc và học tập tất cả đều tiến triển theo hướng tốt đẹp Mơ thấy chiến đấu với một con sư tử, lời khuyên đó là nên xem lại hành vi, ứng xử trong công việc và cuộc sống. Các quyết định của bạn hiện tại không tốt ảnh hưởng nhiều đến công việc, sự nghiệp. Trong mơ thấy con sư tử tấn công bị thương cảnh báo với bạn nên tiết chế trong hành động, mơ thấy chủ động tấn công sư tử. Trong giấc mơ bạn lại thấy mình đi tấn công sư tử trông có vẻ ngược đời nhưng lại là điểm may mắn bạn sẽ có nhiều sự may mắn ủng hộ trong công việc tình cảm mơ thấy cưỡi trên lưng sư tử giấc mơ cưỡi trên lưng chúa tể sơn lâm thật tuyệt vời vì đây là điềm báo hết sức may mắn mọi việc bạn bỏ ra công sức đều mang lại những thành công ngoài mong đợi sự nghiệp phát triển nhanh chóng giấc mơ đẹp và nhiều điều tốt đẹp mơ thấy sư tử bỏ chạy khi thấy bạn nếu thấy sư tử bỏ chạy khi gặp bạn có nghĩa là công việc sự nghiệp sẽ phát triển tốt đẹp trong thời gian tiếp theo sẽ có điểm may mắn lọc trời cho thần tài sẽ giúp bạn mơ thấy bắt nhốt sư tử khi ngủ giấc mơ thấy bắt nhốt sư tử thể hiện bạn đang có quyền lực địa vị cao và sẵn sàng đánh đối mọi thứ để có thêm quyền lực địa vị của xã hội mơ thấy sư tử gầm nhưng không có tiếng cẩn thận và đề phòng kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ hãm hại với bản thân không nên chi tiêu nhiều, cho vay nhiều tiền kẻo mất lòng, nợ khó đói. Mơ thấy một gia đình sư tử, điềm báo bạn và người yêu sẽ có chuyện tình cảm tiến triển tốt, cả hai người trong chuyện tình cảm đều giỏi giang và bản lĩnh trong cuộc sống. Mơ thấy sông vào đánh sư tử tin vui đây là điềm báo may mắn dành cho bạn, đây là giấc mơ quan trọng cho thấy các kế hoạch của bạn đều đang đi đúng hướng và thành công đang ở gần mơ thấy con sư tử trong sở thú, nó là dấu hiệu trong thời gian gần đây bạn đang bỏ bê công việc của mình. Sẽ có nhiều sự cố ngoài ý muốn xảy ra với bạn. Vì vậy, bạn cần phải chấn chỉnh lại bản thân của mình để tránh gặp những điều không mong muốn, mơ thấy mình cưỡi trên lưng sư tử, đây là một điểm báo hết sức may mắn. Các công sức mà bạn bỏ ra trong thời gian qua cuối cùng đã được đền đáp công việc hay các dự định của bạn sẽ nhanh chóng nhận được những kết quả tốt đẹp sự nghiệp phát triển nhanh chóng tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý đừng ngủ quên trong chiến thắng mà phải luôn không ngừng cố gắng trau dồi kiến thức và kỹ năng để chứng tỏ với tất cả mọi người mơ thấy gặp sư tử trên thảo nguyên xanh giấc mơ này báo hiệu công việc và sự nghiệp của bạn sẽ thuận lợi từ giờ đến tết Tuy nhiên, cần đề phòng tiểu nhân hãm hại, đố kỵ với sự thành công của bạn. Đặc biệt, phải luôn giữ mình để tránh xô sát, dẫn đến đổ máu. hai Các giấc chiêm bao thấy sư tử khác nằm mơ thấy mình đi qua một con sư tử có hàm ý rằng bạn có thể gặp bệnh tật hoặc đối thủ mạnh ngủ mơ thấy sư tử đang giống lên và chạy đến bạn là điềm báo cho biết bạn muốn tìm kiếm sức mạnh hơn nhưng không thành công chiêm bao thấy mình chiến đấu với sư tử dự đoán một thách thức hoặc cơ hội trong sự nghiệp và sự phát triển to lớn của bạn nếu trong giấc mơ bạn là người chiến thắng thì nó có nghĩa là bạn sẽ thành công trong bất cứ điều gì ngược lại điều đó có nghĩa là bạn sẽ không có quyền chống cự mà phải bị tấn công vô vọng nằm ngủ mơ thấy mình âu yếm vuốt ve sư tử có ý nghĩa rằng bạn sẽ chinh phục được trái tim của người mình yêu mộng thấy mình hóa thành sư tử cho biết bạn là người có tham vọng và chắc chắn bạn sẽ đạt được đến vị trí mà mình mong muốn nằm mơ thấy mình giết chết sư tử cho thấy bạn sẽ vượt qua khó khăn hoặc sẽ không bị đánh bại mặc dù đối phương là ghê gớm Chiêm bao thấy cưỡi một con sư tử trong thể hiện sự can đảm và sự kiên trì của bạn để vượt qua những khó khăn và phương tiện bạn sẽ làm giàu và nổi tiếng. Mơ thấy bầy sư tử hoặc gia đình sư tử chính là điểm báo cho biết bạn và người yêu, bạn đời của mình sẽ có những bước tiến quan trọng trong công việc và cuộc sống. Khẳng định cả hai đều là người bản lĩnh và thành công phía trước đang chờ hai bạn chiêm bao thấy sư tử săn mồi các loài động vật khác trong giấc mơ của bạn cho thấy rằng bạn có thể đã nghĩ đến sự chuyên chế của cha bạn trong cuộc sống gần đây nằm mộng thấy sư tử tấn công một con voi trong giấc mơ của bạn thấy bạn điều đó có nghĩa là kẻ thù sẽ va chạm và làm tổn thương nhau và bạn sẽ là người thụ hưởng thật sự nếu sư tử tấn công bạn của bạn nó dự đoán bạn sẽ có may mắn hoặc một dự án nhất định sẽ làm bạn xuống cống và bạn nên đầu tư một cách thận trọng nằm ngủ và mơ thấy sư tử ngồi yên lặng ngụ ý rằng bạn cần xem xét trạng thái và vị trí của bạn đối thủ hùng mạnh sẽ không tấn công dữ dội nhưng một khi anh ta tấn công bạn sẽ bị tổn thất chết người chiêm bao thấy con sư tử nằm cùng với con cừu có nghĩa là mâu thuẫn sẽ được hòa giải ngủ mơ thấy sư tử ở trong lòng nó có nghĩa là thành công của bạn sẽ phụ thuộc vào thái độ của bạn với đối thủ mơ thấy con sư tử đi trên đồng cỏ là dấu hiệu cho biết bạn đang gặp phải căng thẳng trong quan hệ cá nhân do tính cách của bạn nằm mơ thấy sư tử đen ám chỉ bạn đang lạm dụng quyền lực của mình để làm những điều ác 3. nằm mơ thấy sư tử đánh con gì chuẩn nhất? Mơ thấy sư tử 05, 45, 25 chiêm bao thấy sư tử vàng 04 hoặc 81 ngủ mơ thấy một đàn sư tử 33 hoặc 68 mơ thấy sư tử đực 08 hoặc 74 ngủ mơ thấy sư tử cái 44 hoặc 90 nằm mơ thấy 2 con sư tử, 55 hoặc 33 mơ thấy 3 con sư tử, 18 hoặc 56 mộng thấy sư tử đen, 65 hoặc 86 mơ thấy sư tử con, 01 hoặc 21 chiêm bao thấy cưỡi sư tử. 24 hoặc 42 ngủ mơ thấy sư tử rượt đuổi, 06 hoặc 96 mộng thấy đánh nhau với sư tử, 51 hoặc 98 ngủ mơ thấy sư tử cắn, 67 hoặc 89 mơ thấy giết sư tử. 45 hoặc 54 trên đây là những lời giải mã giấc mơ thấy con sư tử và những con số may mắn đi kèm của tử vi mỗi ngày.vn. Chúc các bạn trúng lớn với giấc chiêm bao thấy sư tử của mình nhé.